Dạ, em mời thầy và các bạn bắt đầu lớp học ạ. Dạ thầy ơi. Dạ thầy ơi, mời thầy bắt đầu lớp học ạ. Alo, alo. Chúng ta bắt đầu nha mấy em. Alo. Dạ thầy. Rồi. Thì hôm trước thầy giới thiệu cho mấy em là các báo cáo tài chính dành cho quản trị, cho nhà quản trị. Thì các em biết rồi. Nhà quản trị thì được chia làm 3 cấp là cấp cơ sở, cấp trung và cấp cao. Thì ở mỗi đối tượng cấp cấp nào cũng vậy, ở mỗi cấp đều cần thông tin của kế toán để đưa ra quyết định trong cái việc điều hành và quản lý của mình, trong cái việc điều hành và quản lý của mình, được chưa? Thì báo cáo tài chính á, báo cáo nó có hai loại: báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Hôm trước thầy có phân biệt đó. Thì báo cáo tài chính thầy chia ra là bốn, hôm trước là thầy hướng dẫn các bạn là hai báo cáo, là bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Hai báo cáo này là hai báo cáo khá quan trọng, được chưa? Hai báo cáo là báo cáo
bản đồ kế toán thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, tài sản và nguồn thành tài sản. Báo cáo thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động doanh mà các bạn đã đọc rồi. Còn hai báo cáo tài chính nữa thì hai báo cáo này thì nó không có quan trọng bằng hai báo cáo kia, cho nên trong cái thời lượng thì cũng không có trình bày cho mấy em. Đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Được chưa? Rồi, hôm nay tiếp theo là qua chương 2, thầy sẽ hướng dẫn cách phân loại chi phí trong doanh nghiệp. Chương 1 á, là chỉ sơ lược về chi phí thôi chứ chưa nói cách phân loại. Trong chương 2 này thầy sẽ nói cách phân loại về chi phí. Cách phân loại về chi phí. Thì sau khi thầy trình bày cách phân loại chi phí xong thì đi sâu vào chương 2, các bạn sẽ thấy là nhà quản trị để quản lý doanh nghiệp của mình á, để quản lý doanh nghiệp của mình thì họ sẽ có những cái báo cáo khác. Cái đó gọi là báo cáo nội bộ hay còn gọi là báo cáo quản trị. Thì báo cáo quản trị sẽ được trình bày trong chương 2 này. Báo cáo quản trị sẽ được trình bày trong chương 2 này. Được chưa? Sẽ được trình bày trong chương 2. Rồi. Mấy em qua chương 2, phân loại chi phí. Phân loại chi phí. Rồi. Mấy em nói, mấy em chú ý nè, phân loại chi phí để làm cái gì? Phân loại chi phí để làm cái gì? Thì trong doanh nghiệp của mình á, cái vấn đề là mục tiêu cuối cùng á là lợi nhuận. Mục tiêu doanh nghiệp nào cũng vậy, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Vậy muốn đạt được lợi nhuận thì phải làm sao? Muốn đạt được lợi nhuận thì phải làm sao? Được chưa? Thì lợi nhuận á, nó có hai cách để xác định lợi nhuận. Có hai cách để làm tăng lợi nhuận. Thì lợi nhuận thì các bạn cứ việc lấy doanh thu trừ gì? Trừ chi phí. Lợi nhuận thì cứ việc lấy doanh thu trừ chi phí. Được chưa? Thì nếu như muốn tăng lợi nhuận á, thì thứ nhất, hoặc là mình tăng doanh thu lên. Tăng doanh thu lên. Đó. Cái này nó lại chỗ này. Rồi, lợi nhuận nè. Thì các bạn bằng doanh thu trừ chi phí. Thì bây giờ muốn tăng lợi nhuận, hoặc là mình sẽ tăng doanh thu, hoặc là mình sẽ giảm chi phí. Mình sẽ giảm chi phí. Được chưa? Thì bây giờ tăng doanh thu á, nguồn lực có hạn. Ví dụ các bạn có 100 phòng thì full 100 phòng đó, thì nó cũng chỉ là A đồng thôi. Cho nên không thể nào tăng doanh thu được vì nguồn lực có hạn. Hoặc là vì một số cái lý do là cạnh tranh đủ thứ, thì doanh thu của bạn á, thì nó sẽ dao động ở một con số cụ thể. Được chưa? Vậy doanh thu nó đã cố định rồi, thì muốn tăng lợi nhuận còn cách nữa thôi là giảm chi phí. Cách này thì được khá nhiều doanh nghiệp hiện tại họ đang áp dụng. Giảm chi phí là sao? Là họ sử dụng cái nguồn lực của họ một cách phù hợp nhất, gọi là giảm chi phí. Chứ không phải là giảm chi phí các bạn nói sáng nay mình nhịn ăn sáng là giảm chi phí. Không phải. Các bạn nhịn ăn sáng nhiều khi tới trưa cái bị đau bao tử, mua thuốc uống vô còn quá hơn cái chuyện ăn sáng. Đó, cái đó có nghĩa là chi phí trong kế toán là chi phí nó phải hợp lý, chứ không phải là chi phí. Ví dụ giờ các bạn bán dĩa cơm 10.000 miếng sườn như vậy, nhưng mà thấy khách hàng ế quá, các bạn giảm bớt sườn. Cái đó là cái kiểu mà cái những cái người họ làm theo cái thói quen á, cứ thấy ế cứ bớt sườn, bớt thịt, bớt cá. Dẫn tới là khách hàng họ càng cảm nhận thấy là nó không ngon nữa, họ càng bỏ đi sớm nữa. Đó, cho nên ở đây á, giảm chi phí ở đây là mình phải sử dụng chi phí, hay nói cách khác mình sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất có thể. Được chưa? Đó. Vậy để sử dụng chi phí hay là để kiểm soát chi phí một cách hiệu quả thì cái nhà quản trị họ cần phải phân loại, hãy hiểu được cách phân loại chi phí trong doanh nghiệp. Họ cần phải hiểu được cách phân loại chi phí trong doanh nghiệp để họ thấy rằng là chi phí nào phát sinh, chi phí nào là bao nhiêu, để họ mới có cái cách để kiểm soát các chi phí đó. Được chưa? Đó. Thì ở đây chương này chủ yếu là cung cấp cho các bạn các cách phân loại chi phí của kế toán quản trị. Và như vậy các bạn nắm được cái này thì các bạn sẽ đọc được các báo cáo. Các bạn phải nắm được cái này thì các bạn mới đọc được các báo cáo của kế toán quản trị. Được chưa? Rồi, khái niệm chi phí là gì? Những cái này thì trong giáo trình có thôi, không có ghi nha, các bạn nghe thôi nha. Cái nào thầy yêu cầu các bạn ghi, các bạn mới ghi. Còn cái nào mà các bạn có rồi thôi nha. Rồi, chi phí. Chi phí là gì?
Chi phí được hiểu là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí được hiểu, được chưa, là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ giờ các bạn mở quán cà phê ra, cái gì mà tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì đó là chi phí. Thầy ví dụ, bây giờ các bạn, hôm trước thầy biết các bạn làm cái dự án mở quán cà phê đó, bây giờ mở quán cà phê đầu tiên tốn tiền thuê mặt bằng, đó là chi phí. Thuê mặt bằng xong các bạn đầu tư máy móc thiết bị, đó là chi phí. Các bạn thuê nhân viên phục vụ, đó là chi phí. Đó là cái nguồn lực mình tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà, những cái nguồn lực mình tiêu dùng, được chưa? Rồi mình mua cà phê về, đó là chi phí. Bây giờ mình mua cà phê về mình bán, đó là chi phí đó. Hoặc là ví dụ như là mình mua chén ly muỗng đĩa vân vân, đó là chi phí. Tiền điện tiền nước, đó là chi phí. Thì như vậy cái khái niệm chi phí là gì? Là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái doanh nghiệp của mình, cái quán cà phê hay là cái doanh nghiệp thì nó cũng giống nhau thôi. Cái hoạt động của nó cũng mục tiêu là lợi nhuận, mục tiêu nó là lợi nhuận. Cho nên khi các bạn thấy á, là những cái gì mà tiêu hao trong cái quán cà phê mà hôm trước thầy và các bạn nói về quán cà phê đó, thì đó là chi phí, những nguồn lực bị tiêu hao, những nguồn lực bị tiêu hao, được chưa? Thì chi phí. Rồi, đặc điểm của chi phí đó, thì chi phí nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận, nên nhận diện và phân loại chi phí để kiểm soát được chi phí, được chưa? Cái mục đích đó, mình phân loại là để kiểm soát được chi phí. Đó, giống như lúc nãy thầy nói. Mà kiểm soát chi phí thì chi phí nó có các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, chi phí là nó là cái thước đo để đo lường mức tiêu hao. Ví dụ chi phí càng cao thì các bạn nói là mức tiêu hao của doanh nghiệp càng cao. Chi phí là đo lường mức tiêu hao. Đo lường mức tiêu hao. Được chưa? Đo lường mức tiêu hao. Rồi, chi phí thì nó biểu hiện bằng tiền. Chi phí biểu hiện bằng tiền. Được chưa? Nó đo lường mức tiêu hao và thường ở đây người ta quy đổi nó ra tiền hết à. Biểu hiện bằng tiền. Và thường nha, trong doanh nghiệp thì cái chi phí nó sẽ gắn với mục đích nào đó, với một mục đích nào đó. Ví dụ giờ sáng nay các bạn mới lãnh lương, sáng nay thì không được rồi, sáng một buổi nào đó các bạn mới lãnh lương, các bạn rủ bạn mình uống cà phê, thì uống cà phê này á, nó không gắn mục đích gì hết, tại mình rảnh và mình mới lãnh lương mà mình muốn mời bạn mình cái. Nhưng mà trong doanh nghiệp mỗi loại chi phí phát sinh thì nó phải gắn với một mục đích nào đó. Ví dụ tiền thuê mặt bằng, mục đích là để bán cà phê. Tiền điện tiền nước, mục đích là bán cà phê, được chưa? Cho nên những cái đó thì nó phải gắn với một mục đích nào đó, nó mới được xem là chi phí của doanh nghiệp. Nó phải gắn với mục đích nào đó mới được xem là chi phí của doanh nghiệp. Và dĩ nhiên cái mục đích này là mục đích của doanh nghiệp nha. Đó, cho nên một số bạn bị hiểu lầm là cứ cái nào mà phát sinh trong doanh nghiệp là chi phí. Không phải. Trong các bạn học, mấy bạn nghiên cứu sâu hơn nữa đó, nó gọi là chi phí hợp lý, chi phí hợp lý á, của kế toán tài chính á. Thì ví dụ giờ có nhiều bạn nó mở quán cà phê, mở quán cà phê xong các bạn đi chợ, các bạn mua mua tã cho con, mua sữa cho con, các bạn cũng đưa vào cái chi phí quán cà phê. Nhưng mà đâu phải, nó đâu có gắn với mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp đâu. Tã sữa nó không dính qua dán gì tới quán cà phê, chứ mà các bạn đưa vào chi phí thì mà nó không hợp lý, nó không được gọi là chi phí, nó không có đảm bảo là đặc điểm chi phí, được chưa? Đó, cho nên một số bạn khi mà mở nhà hàng, mở khách sạn cứ nghĩ là cái gì cũng được tính là chi phí là sai. Nó phải gắn với mục đích của hoạt động của doanh nghiệp, được chưa? Rồi, cách phân loại chi phí. Cách phân loại chi phí. Được chưa? Các bạn ghi lại giùm thầy nè. Cách phân loại chi phí. Được chưa? Thầy có 3 cách sau đây. Theo nội dung kinh tế thì nó có những chi phí nào? Theo cách ứng xử có những chi phí nào? Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong lựa chọn dự án đầu tư thì nó có những chi phí nào? Các bạn ghi lại phần này cho thầy. Ghi tóm tắt thôi. Được chưa? Theo nội dung kinh tế. Theo cách ứng xử. Theo yêu cầu sử dụng. Được chưa? Xong chưa? Rồi, theo nội dung kinh tế đó. Dạ. Rồi rồi. Đây là cái ba cách phân loại mà
thông thường, ba cách phân loại thông thường. Các bạn ghi lại đi, ghi lại để biết được nó có ba cái cách phân loại này, có ba cách phân loại này. Theo nội dung kinh tế thì trong công ty mình nó chia ra những cái chi phí nào? Được chưa? Rồi theo cách ứng xử của chi phí hay là hành vi á, theo cách theo theo hành vi của chi phí á, thì nó có những cái loại chi phí nào? Và cái theo yêu cầu sử dụng chi phí trong lựa chọn cái phương án đầu tư thì nó gồm những cái chi phí nào? Rồi thì theo nội dung kinh tế thì sẽ chia ra gồm các loại chi phí sau, được chưa? Thì theo nội dung kinh tế đó thì chia ra là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Được chưa? Theo nội dung kinh tế. Rồi, xong chưa? Rồi. Cái thứ nhất là theo nội dung kinh tế. Thì theo nội dung kinh tế là nó phân loại theo kế toán tài chính á. Phân loại theo kế toán tài chính. Thì phân loại theo kế toán tài chính á, thì nó có là chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung. Rồi các chi phí khác như là chi phí khấu hao tài sản cố định. Rồi chi phí bằng tiền vân vân vân, được chưa? Thì đó là cách phân loại theo nội dung kinh tế. Tác dụng á, để bạn thấy nè, để xác định chi phí hoạt động cho sản xuất kinh doanh, được chưa? Nó lập dự toán cho chi phí theo yếu tố, có nghĩa là cái này là giúp cho kế toán tài chính á, nó dễ dàng theo dõi chi phí theo các yếu tố, được chưa? Nhưng cái người là quản trị như các bạn đó nhìn vào nói trời ơi sao nhiều vậy, phân loại theo nội dung kinh tế sao chi phí nó chia ra nhiều vậy, làm sao mà mình quản lý được? Bây giờ tôi quản lý cái mục tiêu của tôi là lợi nhuận thôi, thì bây giờ làm sao có cách nào nó quản lý nó ít hơn được không? Còn ví dụ các bạn ở từng bộ phận thì các bạn mới 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 cần là chi phí bộ phận của mình, được chưa? Rồi cách phân loại thứ hai, từ từ các bạn thấy sẽ rất nhiều cách phân loại. Rồi phân loại theo chức năng hoạt động, phân loại theo chức năng hoạt động. Phân loại theo chức năng hoạt động. Thì phân loại theo chức năng hoạt động á, chúng ta sẽ có chi phí sản xuất và chi phí thời kỳ. Được chưa?
thì hay còn gọi là chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, được chưa? Theo phương chức là hoạt động thì chúng ta có là chi phí sản xuất, chi phí sản xuất đó, và chi phí ngoài sản xuất phân loại theo chức năng hoạt động, thì chúng ta có chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. Vậy chi phí sản xuất là gì? Chi phí sản xuất là gì? Sáng nay các bạn ăn sáng chưa? Alo. À, chắc giờ này chắc các bạn với thầy cũng giống nhau quá, chắc không có khái niệm mà đi ra ngoài ăn sáng quá, đúng không? Cũng view mấy cái đó chắc không có. Nhưng mà mai mốt hết dịch các bạn đi ăn tô bún bò rồi mình sẽ nhìn lại tô bún bò. Nhìn vô tô bún bò các bạn thấy gì? Đầu tiên có bún với có bò. Ví dụ vậy. Rồi tô bún bò. Thì nhìn vào thấy ngay bún bò, hành, rồi rau. Thì như vậy tất cả những cái đó nó nằm trong món ăn. Được chưa? Thì nó gọi là chi phí sản xuất. Đó. Hoặc là ví dụ cái tiền công của cái người nấu ra tô bún bò này nằm trong cái tô bún bò đó là chi phí sản xuất. Được chưa? Rồi tiền khấu hao cái tô là chi phí sản xuất. Có nghĩa là chi phí sản xuất là chi phí hình thành nên, là những chi phí bỏ ra để hình thành nên cái tô bún bò đó, gọi là chi phí sản xuất. Đó. Gọi là chi phí sản xuất. Hoặc là ví dụ các bạn nhìn qua cái áo các bạn mặc, tiền vải, tiền công thợ may, rồi tiền khấu hao máy may, ví dụ vậy, là chi phí sản xuất. Còn chi phí ngoài sản xuất là gì? Chi phí ngoài sản xuất ví dụ như là tiền thuê kế toán về quản lý, tiền lương giám đốc, có nghĩa là cái những cái chi phí nó không liên quan tới cái tô bún bò đó, thì gọi là không không liên quan tới cái việc hình thành nên cái tô bún bò đó, thì gọi là chi phí ngoài sản xuất. Đó, ví dụ như là tiền mua bàn, mua ghế, ví dụ vậy, rồi tiền mua nồi, mua bếp ga, mua nồi, ví dụ mua nồi, xin lỗi, mua nồi bếp ga, nó liên quan nha, trong nhà hàng có liên quan nha, tiền mua bàn, mua ghế nè, vân vân vân. Thì như vậy nó không liên quan tới cái vấn đề mà hình thành nên tô bún bò đó, thì nó gọi là chi phí ngoài sản xuất, được chưa? Rồi, chi phí sản xuất á, nó sẽ gồm những chi phí sau đây: chi phí nguyên vật liệu, nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Thì như vậy đây là chi phí sản xuất. Các bạn nha, chịu khó ghi lại nha, để làm trắc nghiệm nha. Chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất, thầy nói lại nè. Chi phí sản xuất nè, gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nè, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, rồi chi phí nhân công trực tiếp, rồi chi phí sản xuất chung. Thì như vậy đây là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất. Được chưa? Rồi tiếp. Chi phí ngoài sản xuất thì trong doanh nghiệp các bạn gồm gì? Chi phí ngoài sản xuất á thì gồm là chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Được chưa? Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Đó là chi phí ngoài sản xuất. Nằm trên đây nữa. Con ngước rồi, con mẹ thử cho con ra hai tập. Rồi, chi phí ngoài sản xuất được cho mấy em? Chưa thầy ạ.
Rồi, tiếp theo. Cách phân loại thứ hai nha mấy em. Thầy nói lại. Cách phân loại thứ nhất là phân loại theo nội dung kinh tế. Được chưa? Phân loại thứ hai là phân loại theo chức năng hoạt động mà lúc nãy thầy quên đó, trên kia nó quên trình bày đó, theo chức năng hoạt động. Rồi. Rồi cách phân loại thứ ba. Cách phân loại thứ ba. Theo mối quan hệ với chi phí với thời kỳ, cách phân loại này thì giờ rất ít cái doanh nghiệp họ 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 sử dụng. Cho nên chỗ này thầy cũng cũng không có nêu ở trên, được chưa? Cách phân loại theo mối quan hệ với chi phí với thời kỳ xác định lợi nhuận. Thì phân loại cách phân loại này á là nó giúp cho cái người quản trị á hình dung được là trong thời kỳ đó chi phí sản xuất là bao nhiêu, chi phí thời kỳ là bao nhiêu. Mà thì ký chi phí thời kỳ á thì cũng giống như cách phân loại thứ hai thôi. Chi phí sản phẩm là nó cũng gồm ba cái loại chi phí á, là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung là chi phí sản phẩm. Cách này nó cũng giống cách phân loại thứ hai, cho nên chỗ này thầy nói nhanh ha. Rồi chi phí thời kỳ nó gồm là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đó, thì cái cách phân loại này cũng giống cách phân loại thứ hai. Giống cách phân loại thứ hai. Rồi, xong chưa mấy em? Cách phân loại tiếp theo. Cách này khá quan trọng nè. Là phân loại theo cách ứng xử của chi phí. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí. Cách phân loại này thì được khá nhiều cái nhà quản trị họ 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 dùng. Vì cách này nó dễ dàng kiểm soát được các khoản chi phí và điều chỉnh các khoản chi phí nếu cần. Được chưa? Phân loại theo cách ứng xử chi phí. Rồi các bạn ghi lại cái chỗ này cho thầy nè, phân loại theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách ứng xử thì gọi là hành vi, hành vi của chi phí đó. Theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách ứng xử chi phí. Được chưa? Rồi phân loại theo cách ứng xử chi phí á thì người ta chia chi phí làm ba loại, ba loại được chưa, ba loại cụ thể như sau, các bạn nên ghi cái này lại nha, tại vì nó liên quan đến nhiều nhiều chương sau đó. Thứ nhất là chi phí biến đổi hay gọi là biến phí, thứ hai là chi phí cố định hay là gọi là định phí, và thứ ba là chi phí hỗn hợp. Thứ ba là chi phí hỗn hợp. Rồi mấy em ghi lại cho thầy, tại vì những chương sau có cho nên mình chịu khó ghi cách phân loại lại, cách mấy cách phân loại trên kia mình đánh dấu trong giáo trình thôi, còn cái này ghi lại.
Rồi, xong chưa mấy em? Alo. Rồi, chi phí biến đổi hay còn gọi là biến phí. Biến phí là gì? Được chưa? Biến phí là gì? Ở đây thầy tóm tắt nè, nó thay đổi theo mức độ hoạt động. Còn định phí là không thay đổi theo mức độ hoạt động. Còn chi phí hỗn hợp là nó vừa có biến phí vừa có định phí, được chưa? Được chưa? Rồi thì như vậy ở đây á, biến phí á thì thầy khái niệm nó rõ hơn như vậy. Là những chi phí mà giá trị của nó sẽ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Là những chi phí mà giá trị của nó sẽ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Yeah. Đó, hay nói cụ thể hơn là tổng số biến phí sẽ tăng khi mức độ hoạt động tăng. Đó, ví dụ giờ các bạn mấy em ví dụ đi, các chi phí phát sinh của mấy em khi mấy em đi học ở Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì những cái chi phí nào là biến phí? Alo. Dạ, chi phí ăn uống hả thầy? Chi phí ăn uống. Rồi cũng đúng á, có nghĩa là ví dụ giờ chi phí ăn uống một ngày, ví dụ giờ các bạn ăn, ví dụ bây giờ không có tiền thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nhưng mà ví dụ như là các bạn ít tiền thì các bạn ăn hoạt động ít, ở nhà ngủ thì ăn trưa với ăn chiều thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà chi phí ăn uống thì nó là khó, nó khó khó phân biệt. Nhưng mà thầy ví dụ như là cái chi phí này nè, ví dụ các bạn đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn ở thành phố phải bắt buộc phải có cái xe chứ, các bạn đi 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 bộ đi không nổi đó. Thì như vậy ở đây á, các bạn có cái xe máy á, thì hàng ngày các bạn chạy, các bạn đi học càng nhiều thì các bạn phải đổ xăng càng nhiều, nguyên tắc nó vậy thôi, thì nó là biến phí đó. Hoặc là ví dụ như là các bạn tiền gửi xe đó. Ví dụ giờ bạn đi vô trường nhiều lần, sáng học, sáng nào cũng học thì sáng nào cũng phải tốn tiền gửi xe. Đó, thì cái đó là biến phí. Có nghĩa là khi các bạn thay đổi thì mức độ hoạt động thay đổi. Thường trong sản xuất, nghe nha, thường trong sản xuất chứ không phải đối với các bạn khác. Thường trong sản xuất thì biến phí là những chi phí vật tư mà để sản xuất thì gọi là biến phí. Ví dụ trong cái quán cơm thì gạo, quán cơm tấm đi, cơm sườn đi, gạo với sườn là biến phí. Tại vì ví dụ ngày đó bán 10 10 dĩa thì là 10 miếng sườn. Nhưng mà bán 100 dĩa là 100 miếng sườn, bán 1000 dĩa là phải tốn 1000 miếng sườn. Thì như vậy mức độ hoạt động càng tăng thì biến phí càng tăng. Đó, thầy nói lại nè, trong doanh nghiệp sản xuất, được chưa? Thì biến phí thường là những vật liệu mua về dùng trong sản xuất. Đó, biến phí là những vật liệu dùng trong sản xuất. Thì trong nhà hàng các bạn vậy, thường những cái vật liệu mua về dùng cho sản xuất nó là biến phí. Nó là biến phí. Được chưa? Hàng hóa mua về bán đó là biến phí. Ví dụ giờ bia mình mua người ta uống một chai thì mình tốn tiền giá vốn một chai, mà người ta mua uống một thùng thì mình phải mua một thùng. Ví dụ vậy thì biến phí nó sẽ tăng lên. Đó, thì thường nó là chi phí về vật tư, chi phí về hàng hóa mua về là để bán thì gọi là biến phí. Rồi. Còn định phí. Định phí thì đối với các bạn đó, định phí là cái gì? Alo. Ví dụ các bạn đi học ở Sài Gòn, định phí là gì? Cái ví dụ ra, định phí là gì? Nhiều mà. Chi phí của các bạn thôi, sau đó thầy mới liên hệ cái doanh nghiệp cho các bạn xem. Alo. Các bạn ở nhà trọ họ tính theo tháng hay là tính theo ngày? Chắc đâu có nhà trọ nào rảnh tính theo ngày đâu, đúng không? Người ta tính lần tháng là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, chứ đâu ai tính theo ngày. Là ngày là chia nhỏ ra tính kiểu đó, thì ông chủ nhà trọ nào mà rảnh dữ vậy? Được chưa? Thì như vậy là tiền nhà trọ các bạn ở một tháng là ví dụ 2 triệu, thì 2 triệu đó là định phí. Ví dụ các bạn có về quê, các bạn có ở, các bạn không ở, hay là các bạn đi làm
hai ba ngày các bạn về thì cũng phải 2 triệu, cũng phải trả 2 triệu. Thì 2 triệu đó là định phí đó. Dù các bạn có thay đổi, các bạn có hoạt động như thế nào thì nó cũng là cố định vậy thôi. Được chưa? Hoặc là ví dụ như là tiền học phí các bạn. Ví dụ như cái môn học này các bạn đóng một môn học là các bạn đóng ví dụ như là 2 triệu. Thì các bạn có học nhiều học ít thì cũng là 2 triệu. Được chưa? Đó, các bạn đi học hay không đi học thì cũng 2 triệu. Đó, đó là định phí. Đó là định phí. Được chưa? Thì đối với doanh nghiệp á, định phí là những chi phí á, thường là những chi phí chung chung và hàng tháng nó phát sinh cố định. Ví dụ chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao máy móc thiết bị thường nó cố định hàng tháng. Nó là những chi phí chung chung, được chưa? Chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao máy móc thiết bị vân vân. Thì cái đó gọi là định phí, được chưa? Rồi còn cái chi phí hỗn hợp á, được chưa? Thì chi phí hỗn hợp là nó gồm cả biến phí và định phí. Chi phí hỗn hợp thì nó gồm cả biến phí và định phí. Chi phí hỗn hợp ví dụ nè, ví dụ dễ nhất các bạn thấy ở nhà các bạn mà có xài cái điện thoại bàn á, thì cái điện thoại bàn thì hàng tháng là ví dụ các bạn tốn 20.000 tiền thuê bao, rồi các bạn có muốn xài nhiều hay xài ít gì cũng là 20.000, được chưa? Thì như vậy cái đó là định phí. Sau đó các bạn gọi thêm, các bạn mà có gọi thêm thì tính tiền thêm, thì cái đó gọi là biến phí. Thì cái tiền của điện thoại đó thì nó gồm cả biến phí và định phí, biến phí và định phí, được chưa? Đó. Thì cái định phí trên thực tế á, xin lỗi, cái chi phí hỗn hợp á, trên thực tế nó phát sinh á, nó không nhiều, cho nên một số doanh nghiệp khi họ làm nó kế toán á, nó sẽ cố gắng nó lái làm sao để về một loại chi phí nào đó để nó dễ dàng theo dõi, được chưa? Nhưng mà cũng tùy vào cái đối tượng doanh nghiệp, được chưa? Cho nên cái chi phí hỗn hợp phát sinh thì nó cũng không có phải là nhiều, được chưa? Thì như vậy đó là cái phân loại chi phí theo cái hành vi. Cách phân loại này sẽ giúp cho cái nhà quản trị á, họ dễ dàng thấy được cái mục tiêu của họ, đó là lợi nhuận. Và các bạn còn nhớ các bạn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở cái chương trước, cái buổi học trước đó, thì các bạn thấy là lập nó tới cả, nếu mà theo cái mẫu thầy gửi, theo đúng mẫu của Bộ Tài chính đó, là nó tới 19 cái mục. Nhưng mà hôm trước thầy đã bỏ bớt cho các bạn, là các bạn cũng còn 11, 12 cái khoản mục mà các bạn điền số vào để cuối cùng mới ra được cái báo cáo kết quả hoạt động doanh. Nhưng đối với cái cách phân loại chi phí theo hành vi này thì nó có riêng cái báo cáo kết quả kinh doanh riêng, người ta gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán quản trị. Thì cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán quản trị á, thì nó sẽ dùng cái phân loại chi phí theo hành vi này để báo cáo. Và cái báo cáo này nó chỉ có 5 dòng thôi, có 5 chỉ tiêu thôi, là các bạn sẽ thấy được cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Không những thấy được cái lợi nhuận của doanh nghiệp mà các bạn thấy luôn giữa tỷ lệ biến phí và định phí như vậy nó có phù hợp hay chưa. Vậy muốn tăng lợi nhuận thì mình phải tiết kiệm cái gì? Đó, tiết kiệm biến phí là mình phải điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh biến phí hay là điều chỉnh định phí? Đó. Được chưa? Rồi. Rồi, cách phân loại tiếp theo. Phân loại theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn dự án đầu tư.
Rồi, cách phân loại này thì nó chia ra chi phí thích hợp, chi phí ẩn, chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch. Vậy chi phí thích hợp là gì? Rồi các bạn nhìn nè. Chi phí thích hợp là chi phí phù hợp cho một quyết định đầu tư hoặc quyết định phương án kinh doanh nào đó gọi là chi phí thích hợp. Ví dụ, các bạn muốn mở quán cà phê, tiền thuê mặt bằng ở quận Nhất là 100 triệu, tiền thuê mặt bằng ở Phú Nhuận là 80 triệu, tiền thuê mặt bằng ở Thủ Đức là 30 triệu. So với cái ngân sách của các bạn chuẩn bị đầu tư thì các bạn lựa chọn, bạn nói à thôi thuê mặt bằng ở Phú Nhuận đi 80 triệu là phù hợp. Thì như vậy chi phí đó nó gọi là chi phí thích hợp. Chi phí thích hợp nó là chi phí phù hợp cho một quyết định đầu tư trên tổng cái ngân sách của mình, trên tổng ngân sách của mình. Được chưa? Đó, nó gọi là chi phí thích hợp. Rồi cái chi phí thứ hai là chi phí chênh lệch. Chi phí chênh lệch. Thì chi phí chênh lệch là gì? Là chi phí có ở phương án này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án khác. Được chưa? Đó, chi phí thích hợp là chi phí chênh lệch là chi phí có ở phương án này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án khác. Được chưa? Ví dụ chi phí chênh lệch nè. Chi phí chênh lệch là ví dụ như là các bạn thuê mặt bằng ở quận Nhất là 100 triệu, thuê mặt bằng ở Phú Nhuận là 80 triệu, như vậy là chênh lệch là 20 triệu, thì như vậy là chi phí chênh lệch là 20 triệu. Được chưa? Chi phí chênh lệch là 20 triệu. Đó, nó có một phần ở phương án này. Ở phương án quận Nhất là nó tới 100 triệu nhưng mà ở phương án này nó chỉ có một phần thôi. Được chưa? Đó là chi phí chênh lệch. Hoặc là ví dụ như là chi phí chênh lệch đó vậy. Ví dụ mình thuê mặt bằng ở ở quận Nhất là mình phải tốn chi phí sửa chữa, nhưng mà mình thuê mặt bằng ở ở Phú Nhuận thì nó có sẵn quán cà phê rồi, nó không có tốn chi phí sửa chữa, cho nên mình cái đó là chi phí chênh lệch. Được chưa? Rồi chi phí cơ hội là những lợi ích tiềm tàng bị mất đi. Chi phí cơ hội là lợi ích. Nó ngược đời đó, chi phí cơ hội là lợi ích bị mất đi. Ví dụ giờ các bạn đi làm, giờ này mà các bạn đi làm, thầy ví dụ nha, dĩ nhiên giờ này không làm được rồi, nhưng mà thầy ví dụ giờ này các bạn đi làm thêm thì một giờ các bạn được 30.000. Các bạn ngồi học như vậy 3 giờ như vậy á, 2 giờ như vậy á là 60.000. Nhưng mà sáng các bạn bị kẹt cái lịch học của thầy, các bạn ngồi đây các bạn học, có nghĩa là các bạn chọn phương án là ngồi đây học. Thì khi chọn phương án ngồi đây học á thì các bạn bị mất chi phí cơ hội là 60.000. Có nghĩa là cái lợi ích mất đi là 60.000 đó. Được chưa? Mất chi phí cơ hội là 60.000. Được chưa? Rồi, chi phí ẩn, chi phí chìm. Được chưa? Là những chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu bất kể đã lựa chọn cái phương án. Bất kể là lựa chọn phương án nào. Ví dụ các bạn muốn mở quán cà phê, được chưa? Thì những chi phí đầu tư, các bạn mở quán cà phê thì các bạn chọn ở quận Nhất hay ở Phú Nhuận hay ở ở đâu đi chăng nữa thì các bạn cũng phải tốn những cái chi phí mua bàn ghế máy pha cà phê. Thì cái đó gọi là chi phí trong quá khứ, phát sinh trong quá khứ đó. Gọi là chi phí ẩn hay gọi là chi phí chìm. Được chưa? Là những chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu bất kể đã lựa chọn phương án nào. Được chưa? Đó là chi phí ẩn, chi phí chìm đó. Thì như vậy cách phân loại chi phí này, thầy vừa giới thiệu cho bạn cách phân loại chi phí để cho bạn thấy được. Được chưa? Thấy được là khi chúng ta phân biệt chi phí á, để chúng ta quản lý nó, Được chưa? Rồi, để trước khi qua chương 3, các bạn ngưng lại làm một bài tập này cho thầy một cái. Đợi thầy xíu nha. Rồi, nãy giờ thầy phân biệt chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp. Rồi, làm cho thầy một cái bài tập sau đây.
Rồi 10 câu trắc nghiệm. Nó cũng có thể nằm trong nội dung thi nha mấy em. Chịu khó ngồi làm nha. Rồi 10 câu trắc nghiệm. Ví dụ, những câu sau đây, những câu nào trong các câu dưới đây về chi phí gián tiếp là sai? Rồi đọc vô. Chi phí gián tiếp là gì? Lúc nãy thầy vừa nói rồi đó, cách phân loại đó. Được chưa? Rồi các bạn xem lại, làm cái ví dụ cho thầy, xem làm ví dụ cho thầy. Bây giờ là 8:55. Rồi thầy cho 15 phút. 15 phút. Rồi các bạn xem qua đi để thầy sửa cái ví dụ vào nè.
Xong chưa mấy em? Alo. 10 phút rồi đó. Thầy sửa được chưa? Alo. Đồng mất tiêu hết rồi. Sửa nha. Vừa sửa vừa phân tích từng câu. Rồi 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 rồi. Câu nào sau đây về chi phí gián tiếp là sai? Chi phí trực tiếp là những chi phí nó cấu thành nên trực tiếp cái sản phẩm, còn chi phí gián tiếp là nó không có cấu thành nên trực tiếp sản phẩm, được chưa? Rồi, về chi phí gián tiếp là sai nha. Chi phí gián tiếp không thể tính trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí. Câu này đúng hay sai mấy em? Câu A phát biểu đúng rồi nè. Chi phí gián tiếp nó đâu có tính trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí đâu. Ở đây mình đang tìm câu sai nha. Câu B, chi phí gián tiếp được hiểu là chi phí liên quan tới nhiều đối tượng. Đúng rồi, câu B này đúng rồi. Chi phí gián tiếp là chi phí nó liên quan tới nhiều đối tượng, được chưa? Câu C, chi phí gián tiếp thực ra là một phần, là một phân nhóm của chi phí trực tiếp. Không phải, chi phí gián tiếp là gián tiếp, trực tiếp là trực tiếp, không có phân nhóm hơn nhất vậy. Ở đây câu 1 này đáp án là C. Câu 1 đáp án là C, câu C này sai nè, phát biểu vậy là sai nè. Không thấy thầy ơi. Thầy chụp với em trên Zalo á. Ủa mấy em có thấy Zalo không? Minh Trường. Em mở cái đề trên Zalo Minh Trường ơi. Thầy không có cái này thấy, được, thấy không? Thầy không có chụp hình lên lên máy. Dạ rồi. Coi coi trên cái Zalo giùm thầy nha. Dạ. Rồi. Thì như vậy câu D á, chi phí gián tiếp có quan hệ gián tiếp với đối tượng tập hợp chi phí, đúng, có nghĩa là câu 1 á nó yêu cầu tìm là cái phát biểu sai, thì ở đây chỉ có phát biểu câu C là sai thôi. Cho nên câu 1 đáp án là C. Câu 1 đáp án là C. Xong câu 1 chưa mấy em? Rồi. Câu 2, chi phí nào trong các khoản chi phí dưới đây không thuộc loại chi phí ăn sức chung? Chi phí nào trong các chi phí dưới đây không thuộc loại là chi phí ăn sức chung? Được chưa? Thì các bạn thấy nè, chi phí sản phẩm á, đợi xíu thì chiếu lên, làm tới đâu thì ôm tới đó. Rồi, các bạn nhìn lên màn hình đó, chi phí sản phẩm và chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất á, thì chi phí sản xuất á là nó gồm là chi phí nguyên liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Thì các bạn hiểu nè, như vậy cho nó dễ nè. Các bạn nhìn vào tô bún bò ăn sáng á, tô bún bò nha, bún với bò với rau là chi phí nguyên liệu trực tiếp. Cái nào mình nhìn thấy trong món ăn, vật liệu nào mà nằm trong món ăn mà thành thành nên sản phẩm á là vật liệu trực tiếp. Rồi, cái tiền công của cái người nấu bún bò đó là chi phí nhân công trực tiếp. Thì còn lại những chi phí liên quan tới cái tô bún bò đó là chi phí sản xuất chung. Ví dụ, tiền điện, tiền nước, tiền khấu hao bếp ga, tiền khấu hao cái nồi, tiền khấu hao cái tô. Có nghĩa là những cái chi phí chung là nó ngoài vật liệu, ngoài nhân công, ngoài vật liệu và ngoài nhân công trực tiếp, thì ngoài vật liệu trực tiếp và ngoài nhân công trực tiếp, thì còn lại những cái nào liên quan tới sản xuất thì gọi là chi phí sản xuất chung. Được chưa? Đó, chi phí sản xuất chung đó, để nó cấu thành nên sản phẩm. Cho nên thôi mấy em nhìn vô tô bún bò cho nó dễ. Cái nào mà nhìn thấy mà ăn được là vật liệu trực tiếp. Tiền lương của công nhân nấu cái tô bún đó, của bếp nấu cái tô bún đó, đó là nhân công trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Thì còn lại những chi phí còn lại mà liên quan tới quá trình nấu tô bún bò là chi phí sản xuất chung. Được chưa? Rồi câu 2. Để làm câu 2 nè. Chi phí nào trong các khoản chi phí ở đây không thuộc loại chi phí sản xuất chung ở công ty may mặc? Không thuộc loại chi phí sản xuất chung ở công ty may mặc. Rồi, chi phí vải may. Chi phí vải may có phải là chi phí sản xuất chung không em? Rồi, nhìn vô biết ngay chi phí vải may là không phải chi phí sản xuất chung mà. Chi phí vải may là nó hình thành nên cái áo, công ty may mặc là sản phẩm là cái áo mà. Nó nằm trong cái áo thì như vậy chi phí vải may á là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí vải may là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Được chưa? Nó không phải là chi phí sản xuất chung. Như vậy đáp án câu 2 nhìn vào là biết A rồi. 2 đáp án là A. Được chưa?
Thì trong công ty may thì chi phí dầu nhờn cho máy may, đương nhân viên, kế toán phân xưởng, phân xưởng nha, chứ không phải là của thợ may nha. Rồi chi phí điện nước của phân xưởng. Thì như vậy câu B, câu C, câu D đều là chi phí sản xuất chung. Cho nên đáp án câu 2 là A, không phải là chi phí sản xuất chung. Đáp án câu 2 là A. Rồi xong chưa mấy em? Câu 3. Khoản chi phí nào dưới đây không phải là chi phí trực tiếp? Rồi, chi phí nguyên liệu trực tiếp. Rồi, nghe chữ trực tiếp đã biết là chi phí trực tiếp rồi. Tiền lương và phụ cấp trả cho có lao động trực tiếp là chi phí trực tiếp. Các khoản trích theo lương. Cái câu này nó dễ quá. Cho nên các bạn nhìn thấy cái chữ nào có chữ trực tiếp là chi phí trực tiếp. Được chưa? Còn câu D là chi phí thuê phân xưởng và bảo hiểm, đó là chi phí sản xuất chung, là chi phí gián tiếp á. Chi phí gián tiếp. Câu 3. Thì như vậy câu 3 đáp án là câu D. Không phải là chi phí trực tiếp, chỉ có câu D thôi. Câu D chính là chi phí sức chung á. Chi phí trực tiếp á, ví dụ phân loại chi phí sản xuất đi, là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sức chung. Thì chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công gọi chung là chi phí trực tiếp. Còn chi phí sản xuất chung thì gọi chung là chi phí gián tiếp. Được chưa? Đó, các bạn thấy là thầy ghi thêm đây cho mấy bạn. Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, gọi chung là chi phí trực tiếp. Được chưa? Chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công, gọi là chi phí trực tiếp. Còn chi phí sản xuất chung gọi là chi phí gián tiếp. Được chưa? Rồi. Cho nên mình nhìn vào biết ngay. Câu 4. Câu 4 nó nói là chi phí sản xuất trực tiếp của sản phẩm là bao nhiêu? Rồi các bạn áp dụng thầy vừa nói. Xong chưa mấy em? Đây, tính giùm thầy coi. Đáp án ra nhiêu? 350. ba Đúng rồi, chi phí trực tiếp. Như vậy mình cộng lại là chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Lấy 230 cộng 120 là 350. Đáp án là B. Đúng rồi đó. Rồi, tương tự câu 5. Đáp án là mấy? bốn trăm sáu à Câu 5. Chi phí gián tiếp, chi phí sản xuất gián tiếp thì như vậy là chỉ có chi phí xuất chung thôi, là 460, chính xác. Câu H. Câu 5 đáp án là H. Được chưa? Rồi, câu 6. Câu 6 là nhiêu mấy em? 109 ạ. Câu 6. Sử dụng số liệu 4, chi phí ngoài sản xuất thì chi phí ngoài sản xuất nó chỉ có chi phí bán hàng, chi phí liên nghiệp thôi.
là chi phí ngoài sản xuất là 190, đúng rồi. Nói như vậy là bạn quen rồi đó. Câu 7, tổng chi phí sản xuất là bao nhiêu? 1 triệu. Kỹ lại nha, tổng chi phí sản xuất. Tổng chi phí sản xuất, chi phí sản xuất nó chỉ có là vật liệu, nhân công và sản xuất chung thôi. Được chưa? 188 nha. Rồi, đúng rồi, mình lấy 203 cộng 120 cộng cho 460 là nhiêu? Chi phí sản xuất nè, nó gồm, nó là tổng chi phí sản xuất, thì như vậy là gồm chi phí nguyên liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí gì? Sản xuất chung. Được chưa? Thì ba chi phí này á cộng lại là 810, như vậy đáp án câu 7 là gì? 7D. 7D. Được chưa? Rồi, 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 rồi. Tiếp, câu 8. Chi phí thời kỳ. Chi phí thời kỳ là chi phí nào? Coi lại coi, chi phí thời kỳ là chi phí nào? Câu 8 là D hả thầy? Câu 8, chi phí thời kỳ. À, chi phí thời kỳ nó là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp á. Và chi phí thời kỳ nào tính ở kỳ đó, cho nên câu 8 là câu A, là chi phí được trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Được chưa? Rồi câu B là chi phí tính vào sản phẩm á, tính vào sản phẩm á, là chi phí sản xuất. Rồi chi phí nhân công trực tiếp là không phải rồi. Câu D là tính ở kỳ sau cũng không phải luôn. Được chưa? Cho nên chi phí thời kỳ là rồi, câu A nha, 8 đáp án câu A nha. Rồi, câu 9 bỏ qua đi. Câu 9 này thầy không có hướng dẫn. Câu 10, các bạn em xem coi đó là chi phí gì. Bây giờ cái tàu nó đụng chìm rồi, trục vớt. Kỹ nha, không phải là chi phí trục vớt nha, mà giá trị còn lại của tàu là chi phí gì? Giá trị còn lại của tàu là chi phí gì?
Alo, mấy em nghe không mấy em? Rồi bây giờ con tàu này nè, các bạn có trục vớt hay không trục vớt á, thì giá trị con tàu, giá trị còn lại của con tàu có thay đổi không? Alo, alo, alo. Còn nghe thầy nói không Em ta? nghe thầy ơi. Rồi bây giờ mấy em có trục vớt hay không trục vớt á, thì giá trị con tàu có thay đổi không? Giá trị còn lại á. Có nghĩa là bây giờ đây là cái chi phí mình phải gánh chịu nè. Cho nên các bạn trục vớt hay không trục vớt gì đó thì cái chi phí nó cũng là bao nhiêu đó đó. Được chưa? Thì cái chi phí này là chính là chi phí ẩn á, chi phí chìm. Được chưa? Được chưa? Đây là chi phí ẩn, đây là chi phí chìm. Hình dung được không? Nghe nghe không mấy em? Alo. Rồi, đáp án câu 10 là A. Đáp án câu 10 là A nha. Rồi. Có nghĩa là cái giá trị con tàu này các bạn có trục vớt hay không trục vớt thì doanh nghiệp cũng phải là gánh chịu là cái giá trị còn lại này. Được chưa? Nó đã đầu tư trong quá khứ rồi, mình phải chịu thôi. Kịp không mấy em? Alo. Dạ kịp thầy. À rồi. Thì bài tập chơi chương 2 này nó nhẹ nhàng vậy thôi. Thì hôm sau bắt đầu thầy sẽ tăng cường cho làm bài một số bài tập để mình đánh trắc nghiệm ha. Lộn, để mình thi thi trắc nghiệm, lộn đánh trắc nghiệm. Rồi thôi bữa nay chúng ta ngừng ở đây nha. Rồi. Em chào thầy ạ. Rồi thầy chào mấy em, thầy chào mấy em. Ngừng ở đây đi, ngừng ở đây để em sau tiếp tục. Câu điểm nhanh nha các bạn. 27N34 Thúy Hằng. Võ Huỳnh Thúy Hằng. Tô Bạn Thiện nó nghỉ Khang. luôn đó cô. Rồi Tô Thiện Khang. Trương Hoàng Xuân Kỷ. Nguyễn Thị Thanh Nga. Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Tăng Tuyết Như. Bạn nào cô đọc tên có thì nó có nha. Những bạn khác cô không đọc tên là cô điểm nhanh rồi. Tăng Tuyết Như. Triệu Quang Trung. Nguyễn Thị Như Ý. Rồi xem N35. Ngô Thị Mỹ Châu. Dạ có. Cảm ơn em. Huỳnh Duy. Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Kiều Giang, Lê Hoàng Huy, Lâm Khánh Linh, Trần Ngọc Thanh Ly, Trương Quỳnh Mai, Ngô Hoàng Nam, Cô Nguyễn ơi, Ngọc có tiết ngôn nào 34 Tân nha cô. Thanh. Trời ơi, đang đọc tới N35, bây giờ N34 mới lên tiếng. Bạn nào mới lên tiếng? Dạ tiết ngôn nào 34, nãy em bỏ tiếng không được cô. Rồi tiếp tục. Lâm Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Thanh Ly, Trương Quỳnh Mai, Ngô Hoàng Nam, Nguyễn Ngọc Vân Thanh, Lê Văn Thái. Rồi, xem là 36. Huỳnh Thanh Danh, Trần Thị Diệu, Trần Phương Định, Lê Tuyết Mai, Lê Thị Kim Ngân. Dạ có cô. Cảm ơn Ngân. Lê Tâm Như. Trương Thị Thùy Quyên. Trần Thị Thanh Thảo. Phạm Ngọc Thạch. Tô Hoàng Anh Thư. Hồ Quang Vinh. Rồi bắn hết. N37. Tấn Dũng. Hương Giang. Hải Hà. Gia Hân. Lê Gia Hân.
Hải Hà, Phạm Hải Hà, Lê Gia Hân, Thúy Hiền, Hiểu Hồng, Hiểu Hồng, Thiên Lạc, Việt Linh, Sơn Lụa, Ý Nhi, Phương Thảo, Thu Thắm, Nguyễn Thị Thùy, N38, Bùi Phúc Bảo, Bùi Phúc Bảo, Huỳnh Hữu Hoàng. Hữu Hoàng có coi. À, cảm ơn em. Duy Hoàng, Đức Huỳnh, Thế Hưng, Nguyễn Thị My My, Nguyễn Thị My My, Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Khánh Nguyên, Yến Phương, Nguyễn Thị Yến Phương. Dạ có. Cảm ơn Phương. Ngọc Trinh, Thanh Tú, Trần Thanh Tú. Rồi cảm ơn em. Phạm Văn Thắng, cô có điểm danh rồi, cô đâu có gọi tên em đâu. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Cô Tiết Ngân N34 có mặt nha cô. Có điểm danh rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Ờ. Rồi, còn bạn nào nữa không? Rồi không thì cô off lớp nha, chào các bạn.